Vâng, các bạn tên hình gì? Chả ai biết, đang hỏi nhóm 4. Nhanh đi. Mấy em phải nhìn đặc điểm của Taylor thời nào. Thời nào? Ấy, cái gì? Cái đèn đó là trong cái MV nào nó xuất hiện. Đó, đúng rồi. Đó, đúng rồi, suy nghĩ đi. 10, 9, 8, 7, 4. Câu trả lời, câu trả lời gì? Sai rồi, vâng nữa các bạn. Câu là sai. Chưa. Ờ, nhắm hết. Ghi đâu bán lại đi. Nhắm hai nằm trước rồi em. Về đi. Thôi về đi, bạn mặt bạn xui quá, ngồi xuống đi. Nghĩ sao rồi? Về yeah, rồi nhóm 2 thắng về cái rồi. Nè, nếu mà nhóm hát trang trả lời mà nhóm mình biết thì cứ ghi trước, giống nhóm này ăn gian không, ghi trước rồi cứ nộp lên cho anh nói vậy đó. Tiếp nha. Ăn gian. Rồi tiếp đi. Nhớ ghi điểm nha Ri. Tao đợi tới nhóm 2 một điểm. Ngồi xuống. Tao quay phim cho cuộc chơi. Nhóm 3 nha, bắt đầu nha. Rồi nhóm 3. Rồi bạn gì đây? Trời ơi, nghe bạn không biết rồi, bạn luôn đi. Khoan, cái này như sao tới hai bài lận nha mấy em. Chỉ có một bài Taylor mới làm cái hành động này. À, đó. Khó quá bà ơi, mà khó quá một bài thôi. Trả lời, I don't know what that bò. Đúng rồi, yeah. Làm lắm rồi. Tiếp theo nha. Rồi, câu tiếp theo đi. Nhóm 2 kìa. Đó. Biết. Em không biết. Rồi, con mặt mấy anh này là biết không biết rồi. Coi cái mặt mấy anh này là biết rồi. Yeah. Nhóm 1. Gì nhóm mình nữa hả? Sao dạng biết rồi, mày quay phim mà Nguyễn. Phải gì? Rồi. Nói luôn. Sai. Trời ơi. Ghi giấy. Mấy nhóm kia ghi giấy đi. Ghi giấy đi chứ hả? Ghi giấy trả lời kìa. Ghi giấy đi. La liệt vậy. Vâng. Bạn này đang Google thôi các bạn. Ê sao AGO gì sao cứ giơ tay hoài vậy? Ghi giấy chứ bộ. Đây là khuôn mặt của nhóm bại trận. Yeah. Gồm cái mình trong đó, gồm cái mình. Không, mình quay quay không biết. Quay họ. Đâu còn mà đáp án của mấy nhóm kia đâu, còn 4 lần luôn. Thôi, nhóm này trả lời trước đúng hay sai thôi. Gồm luôn một lần. Không, trả lời riêng bà là được. Sai rồi. Đâu trời. Em nghĩ sao bài quay họ chỉ có đúng một lần mới mặt váy trắng thôi. Bu. Nhóm này đúng không? Nhóm này đúng hả? Yeah. Bài Forever No Way. Sao mặc cái gì mà quay 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 vậy? Về cái rồi, Dũng về cái rồi, về cái rồi. Hồi nãy ai nói về? Kết thúc vòng 1 rồi. Chưa, còn nữa. Còn nữa, mà xuống đi ba. Rồi bây giờ quay lại nhóm này nha. Không, phải lại là nhóm 1 trước. Hồi nãy nhóm 1 sau cùng, bây giờ nhóm 1 trước. Để cho công bằng. Ê, không được. Cứ sắp xếp câu hỏi theo hồi nãy nhóm nào khó thì giờ về. Rồi giờ tới mấy gái ơi. Giờ tới nhóm này nha. Bài gì đây? Vâng, bài gì đây? Trời, quá dễ. Bài gì đây? Bài gì đây? Con phát y á. Quýnh chết rồi nha. Chơi bệnh ghê quá. Ghế đá công viên em chờ anh. Không phải, bà nào mà thay đồ đó, bà nào mà thay chế độ. Ê, chúng ta trả lời không phải. Chúng ta trả lời chứ không phải. Đâu đó, trả lời mà. Trả lời chưa. Vâng, cái khuôn mặt rất là đâm chiêu thôi các bạn. Có vẻ câu này khá là khó cho đội 4. Quậy quá. Gì? Sướng say no. Câu trả lời cuối cùng chưa? Cuối cùng chưa? Bây giờ Fearless ai sướng say no? Fearless.
Violet. Không đổi nữa nha. Không đổi nha. Không hạn em ấy. Chết rồi. Rồi xong rồi. Đó. Đó bây giờ riêng người ấy rồi đó, không phải rồi đó. Đâu rồi khác đi. Rồi, cái gì thay đồ? Bà mà có hay giật đồ đó, giật đồ đó. Ê, cái thằng này giật đồ rồi. Bà gì à? Bà gì sao anh biết? Chứ đâu biết đâu mà. Chưa. Kì kì nhò với nha, ngồi yên chỗ đi. Ủa hết giờ chưa vậy? Hết giờ chưa vậy? Hết giờ chưa? Min rồi. Min. Sai rồi. Sai rồi. Ôi, cái này quá. Vậy người đi thôi. Mấy nhóm còn lại ghi giấy đi. Đáp án ghi giấy. Cái nhóm này làm trước nha mày. Em mà. Đi vào chỗ. Vô bị lỡ trời ơi. Trời ơi. Vâng, nhưng không phải là tuyệt đối. Xé cái đồ ra. Nhóm bà là chiến thắng, nhóm bà là chiến thắng. Quà đâu, quà đâu. Em không nhờ anh xin phần con. Không biết mi. Khoan tí, nãy nhóm nào nhảy vào trong rồi. Nhóm nào? Nhóm 2. Nhóm 2 rồi chiến thắng. Má rồi nhóm 2 tới 3 điểm rồi. Good job, good job. Anh cho mấy chú cái like. Anh cho mấy chú cái like. Vâng vâng vâng. Cái bài gì mà xóa đầu, cái bài gì mà xóa đầu. Ê. Cái bài động tác trên cái đầu á, cái đầu á. Thôi chứ tùy luôn. À Rin này em phải. Thôi Rin ngồi ăn chỗ đi Rin. Vâng rất căng thẳng. Rất căng thẳng. Bài gì đây? Bài gì đây? Chỗ chỗ từ từ nhắm trả lời mẹ. Trả lời khỏi đi. Vâng. Bảy sẽ trả lời, bảy sẽ trả lời. Trả lời đi. Tôn. Hút rồi bài ơi, chưa ra. Ê có ai canh giờ không? Trời sao hút rồi rồi nơi. Một phút rưỡi rồi, có cái đồng hồ trên đây nè, một phút rưỡi rồi. Hết rồi. Lẹ nó ra. Em ngồi yên ở chỗ đó em chạy ra. Không mà, sao? Em chuẩn bị chạy đi. Bà gì, bà trả lời câu gì? Hả? The story of us đúng không? The story of us đúng không? The story of us không bao giờ cầm đèn. Rồi, xong mấy bạn đã fail. Bây giờ cơ hội cho cái nhóm còn lại. Trả lời. Xuống. Nhóm nào nộp giấy vậy? Sai luôn. Đúng mà. Sai. Đúng rồi. Chết luôn rồi, xe fail luôn rồi, hai nhóm. Đi, Philip đâu có làm cái đầu đâu. Ngoài ho cũng không phải luôn, vậy là không nhóm nào trả lời. Ê, chết thoát. Nhóm này hả? Không phải. Không, tiền không bao giờ cầm đàn. Nè, bài này là bài dưới 15 phải không? Thôi, sai hết rồi. Bài này tới như là bài awesome. Ôi trời ơi. Mày nghe rồi. Mày nghe rồi. Vâng thưa các bạn, bốn nhóm giải nhóm nào trả lời đúng. Đây là cái khúc này in my head mà. My hair undone. Câu đầu tiên luôn á. Chơi đảo á. Hai đảo thế luôn. Mà xe rồi. Câu đầu tiên. Mà xe rồi. Mà xe rồi. Khá là logic à. Ủa câu hồi nãy là không có nhóm nào được nha. Tới tới nhóm mà nhiều trai nè. Nhóm nhiều trai à. Trai gì vậy? Một đê ờ nè. Trời bài này dễ lắm rồi mấy gái. Biết tìm mấy gái. Bài này dễ lắm á. Chui xuống đây. À tôi cũng biết bài này rồi. Chui xuống đây. Anh cũng biết nè. Chết đi nha. Trời bài dễ lắm á, không biết đi chết đi nha. Em tôi không biết sao. Đúng rồi. 20, 19, 18. Ai ai ai. Tôi nhớ mà. Rest. 5, 5, 4, 3, 2, 1. Sai.
Thôi thôi, nói chung là hai nhóm rồi. Nhóm này có đọc luôn không? Mà tôi đây tôi gì đáp án luôn. Đáp án gì đây? Đáp án gì đây? Bắt lai là sai rồi nè. Bắt lai một người cái sai. Cái này bỏ hồng hoang mấy em ơi. Nhìn kỹ cái đầu còn đang quăng. Ở bên đây trả lời câu nào? Tôi không thấy gì vậy. Câu nào vậy? Nhóm này câu nào vậy? Bất lai hả? Bất lai sai luôn rồi. Sai đi. Đâu nhóm nào? Cái này của tôi. Nhóm sorry đám mày. Lớn sorry đi. Do nó sorry đúng rồi đó. Yeah. Được một điểm. Yeah, yeah. Cho mày một cái like. Cho mày một cái like. Yeah. Rồi. Yeah. 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 Rồi. Gì vậy? What the fuck? Nó coi làm cái hành động gì vậy? What the fuck? Ai nhất nổi tình cho mỗi lần. Ở còn nữa hả? Còn nữa không vậy? Còn. Thế là nhóm nào? Nhóm này. Câu cuối. Khoan, từ. Khi có ba người chơi à. Cái câu phải bao nết rồi. Các bạn đang có vấn đề về đám đốt các bạn mình tính. 12:50. Gần 1 giờ. Chơi lẹ lên. Rồi nhóm này nha. Vâng, khá là cẩn thận. Vậy nè. Không. Bà gì đây, bà gì đây, bà gái. Chưa bao giờ có. Đừng hỏi camera, camera không biết đâu. Ê, cái bà này tôi cũng biết. Hỏi MC nè. Bà gì MC? Không biết. Bà này là bà thỏ hồng hoang. Còn đứng vậy. Bà phán chán thường thường là một cái bà liên quan đến tiền. Thôi đó, ghi vô nghe chưa, nghe chưa? Đi vô. Nói đi, nói đi. Quay hết chắc. Quay hết chị biểu diễn đúng một sao? Lần. Sao? Phải lần. Không phải lần này. Nói vậy là mai. Mai em biết, mai em biết, mai em biết, mai em biết, mai em mai. Mình là cái đàn. Mai, mai mai á. Mai. Mai đúng không? MC. Mai đó nè. Ở Hồng Mai mà. Bài mai lúc nào cũng cầm đàn hết á. Dạ. Rồi, nạp đi, ổn hay nạp vậy? Không có ai nạp. Ai nạp không? Ai nạp con? Có người nạp? Trời không được thôi, tính nhắc này chưa? Bài gì? Nè. Đây. Đây. Ai da? Min hả? Min là lúc nào cũng phải cầm banjo mà. Nghĩ sao Min mà cầm hoa hồng gì mấy em? Vãi bệnh. Vãi bệnh. Nghe con nhắm này nè. Ba điểm rồi. Đáng đại đi. Đáng đại đâu chúng sao? Đáng đại đi. Ghi đại bài vậy đi lớp story hay gì đó. Ưu tiên đi mà nè mà. Đó, công ty đáng đại. Nhóm này có hiến điểm nè. Ghi đại đi, ghi đại đi. Lớp story thử coi. Story không phải rồi đó. Đúng rồi, love story. Yeah, vô tình mình được nha. Yeah. Cái bài này á là đang ở trong cái topic speak now của ở bên châu Âu. Cái này á là đang ở bên Pháp, bởi vậy fan bên Pháp á tặng thì là một cái hoa hồng. Thấy chưa, tôi đã nói là cái bài liên quan đến tình yêu mới có hoa hồng. Ở bên Pháp á nha. Cứ tưởng là Back to December. Back to December luôn luôn. Bạn Giano.